Xin chào các bác nha. Hôm nay em làm đạo diễn cái món chim sẻ nướng bằng nồi chiên không dầu đấy các bác này. Nướng rất là vàng luôn nhé. Cái món này thì là món chim sẻ. Em mua là em tẩm ướp lá chanh, ớt, hạt tiêu, gừng, sả, tỏi, mật ong, một chút dầu ăn, muối. Đấy các bác nhìn, đây đủ cho các bác một bữa nhậu chứ ạ. Đấy. Nướng cái nồi chiên không dầu để nướng các thể loại luôn, nướng giòn tan mà rất là đều nhá, thì cái hơi gió quạt nó thổi rất là mạnh. Đấy. Cực ngon luôn. Cái chim sẻ này các bác nào hay ham nhậu là cực kỳ là rất là tốn rượu đấy, một con chim sẻ này mất mấy chén rượu. Đấy. Cực ngon luôn ạ, nướng rất đơn giản. Các bác nào nhu cầu mua nồi các bác mua nhé. Các bác nào mua chim sẻ alo cho em nhé.